Sáng ngày 3 tháng 3 năm 2016 tại Sài Gòn, Ban vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam trao giải Văn Việt lần thứ nhất cho nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Ban tổ chức đã trao 2 giải đặc biệt và 3 giải chính thức cùng một giải thưởng của nhà văn Nguyên Ngọc, tổng giải thưởng trị giá 7.500 Mỹ Kim. Buổi trao giải diễn ra tại tư gia của nhà thơ Ý Nhi sau nhiều lần phải chuyển địa điểm vì sự sách nhiễu từ phía nhà cầm quyền. Giải thưởng hôm nay là nó chọn lựa trong những tất cả những cái tác phẩm đã đăng trên Văn Việt ở trong các cái lĩnh vực văn xuôi, thơ, nghiên cứu, lý luận phê bình, vân vân. Thì cho nên nó có thể nói là cái giải thưởng này trong một chừng mực nào đó nó là tiêu biểu cho những cái thành tựu của những người mà mong muốn đi theo cái con đường, theo cái đường hướng văn học nghệ thuật mà Văn Việt chủ trương đấy, cái đóng góp của họ đối với cái nền văn học của chúng ta. Tôi nghĩ rằng tuy mới là bước đầu thôi, và chúng tôi cũng có những cái sự khó khăn trong cái lựa chọn, tại vì có những tác giả rất xứng đáng được trao giải, nhưng mà vì mỗi giải nó chỉ có mỗi lĩnh vực chỉ có một giải thôi. Giải đặc biệt về đề tài văn xuôi đã được trao cho cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn với 2 tác phẩm Chuyện kể năm 2000 và Hồi ức kể chuyện năm 2000. Dịch giả Dương Tường, một người bạn của cố nhà văn Bùi Ngọc Tấn, nhận giải thay. Tôi nghĩ rằng Bùi Ngọc Tấn được vinh danh như thế này là rất xứng đáng, và có khi là tôi nghĩ là hơi quá muộn. Như tôi đã phát biểu ngắn gọn trong khi nhận được thay mặt gia đình nhận giải này, thì đây là một sự mở đầu để cho người ta không quên những giá trị đích thực, dù ở trong quá khứ gần hay quá khứ xa, dù người ta có cố tình quên đi hay không. Thì theo tôi, Bùi Ngọc Tấn là một tác giả rất quan trọng của văn học Việt Nam trong cái thế kỷ vừa qua. Anh ấy đã vượt lên tất cả những cái khó khăn, những cái đau khổ riêng của mình để động đến một cái vấn đề rất quan trọng, tức là cái cuộc đấu tranh để giữ cái phẩm giá của con người trong những hoàn cảnh đen tối và khó khăn nhất. Đấy chính là cái ý tưởng quan trọng của văn học. Giải thơ chính được trao cho nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư với sự nhất trí 4 trên 5 phiếu. Các tác phẩm được chọn bao gồm Chùm thơ Những mảnh đời, Thiêu hủy bài thơ, Huế mùa sương khói, Có những điều giả định, Chùm thơ 12 bài thơ. Mình rất là vui, cũng rất là bất ngờ. Tới đây mình gặp rất là nhiều nhà văn, nhà thơ và họ cùng chung một cái quan điểm sáng tác, cùng một cái quan điểm có nhiều điều rất là hay. Và mình thích cái môi trường sáng tác văn chương của mọi người ở đây. Ngoài ra, Ban vận động Văn đoàn Độc lập còn trao các giải thưởng cho nhà phê bình văn học Thụy Khê, nhà văn Di Hạnh Nguyên, nhà thơ, nhà nghiên cứu Indra Sara, nhạc sĩ Tuấn Khanh. Hôm nay có nhiều nhà thơ, nhà văn được mời nhưng không thể đến tham dự vì bị lực lượng an ninh ngăn chặn ở nhà, như nhạc sĩ Tuấn Khanh, nhà báo Lê Phú Khải, nhà văn Phạm Đình Trọng, Nguyễn Quang Lập. Ban vận động Văn đoàn Độc lập là một tổ chức xã hội dân sự ra đời vào tháng 3 năm 2014 với tiêu chí muốn góp phần tích cực xây dựng và phát triển một nền văn học Việt Nam đích thực, nhân văn, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới, có thể đóng vai trò tiền phong đúng như nó phải có trong sự nghiệp phục hưng văn hóa, phục hưng dân tộc mà lịch sử đòi hỏi. Ban đầu có 56 thành viên, tuy nhiên một số người phải rút tên do chịu áp lực từ phía nhà cầm quyền. Phóng sự của SBTN tường trình từ Sài Gòn, Việt Nam.